Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại Sở Tài nguyên Môi trường trên đường Đồng Khởi. Và bữa nay tôi sẽ lang thang một vòng trên đường 5 để cập nhật tình hình cho mọi người xem. Đến góc vòng xoay này tôi sẽ rẽ tay trái và đi vào đường 5. Nếu như chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ đi vào khu vực đó là sân vận động Đồng Nai. Và phía bên góc tay phải của chúng ta đó chính là chợ Tân Hiệp. Bây giờ tôi sẽ rẽ vào khu vực đường 5 để cập nhật xem ngày hôm nay họ buôn bán như thế nào. Và đây chính là con đường ăn uống sầm uất nhất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khu vực chúng ta đang đi là khu vực bán đồ uống rất là nhiều. Lát nữa chúng ta sẽ qua khu vực phía bên kia thì là bán đồ ăn. Và khu vực này đa số là những quán cà phê, những quán trà sữa rất là nhiều. Đây mọi người có thể quan sát này. Và theo quan sát thì những quán ngày hôm nay rất là vắng, không có đông lắm. Và tình hình hiện nay dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là khu vực Amata đã có F1. Và hy vọng rằng F1 này sẽ không chuyển thành F0. Vì lý do là F1 này có tiếp xúc với chồng của mình là F0 và đã dương tính với Covid tại Thủ Đức. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 thì tỉnh Đồng Nai đã có chỉ thị cách ly toàn công ty ở khu vực Amata. Công ty nằm trên đường số 13 thuộc khu vực Amata. Đây mọi người thấy ở đây quán cà phê rất là đông. Và theo thông tin mới cập nhật của ngày 9 tháng 6 năm 2021 thì những tuyến xe buýt đi từ Sài Gòn về Đồng Nai cũng sẽ không được chạy nữa, cũng như là những tuyến từ Tân Phú về Đồng Nai. Và những tuyến như là 601 hay là tuyến số 5 đi Sài Gòn thì cũng sẽ ngưng hoạt động cho đến khi có chỉ thị mới của tỉnh Đồng Nai. Đường 5 này thì cũng có khá nhiều cây xanh. Và những cây này gọi là cây viết, trái màu đỏ đỏ mọi người. Và cái trái này ăn giống như là trái trứng gà vậy đó. Bên phía tay phải chúng ta vừa đi qua đó chính là công ty may Đồng Tiến cũ. Đây lúc này tôi sẽ rẽ tay trái để vào khu vực đó chính là đường 5 nối dài. Và góc khu vực đường 5 nối dài này được đổi tên là đường Võ Thị Sáu. Đây từ ngã tư Vincom đi thẳng qua phía bên kia thì được gọi là đường Võ Thị Sáu. Con đường Võ Thị Sáu này là một con đường rất là tiềm năng và hiện nay rất là phát triển. Vừa rồi thì tỉnh Đồng Nai đã cho nới rộng đường ra khoảng 2 mét mỗi bên. Cho nên là chúng ta đi con đường này bữa nay nó rất là rộng. Và sắp tới hai bên đây thì sẽ xây chung cư nè. Mọi người thấy là bên tay trái chúng ta là họ sẽ xây chung cư nè. Và dọc theo cái chung cư này nó có một cái kênh đổ ra sông Đồng Nai. Đây nè mọi người, chỗ này có một cái kênh. Nếu chúng ta rẽ tay phải, ta đi lên hướng cầu Mương Sao cũng được. Còn rẽ tay trái thì chúng ta sẽ ra phường Tân Mai, gọi là làng bè Tân Mai đó mọi người. Có một lần tôi đã quay làng bè Tân Mai cho mọi người xem. Đây phía bên tay phải của chúng ta sắp tới họ sẽ xây nhà liền kề để phân lô bán. Đây là một vị trí rất là đẹp luôn.
Khung đường hôm đấy chúng ta đi là khung đường đồ uống, và bây giờ chúng ta đang bước vào khu vực đó là khung đường đồ ăn. Dọc hai bên đây quán ăn rất là nhiều. Vì là ở đây có rất là nhiều quán cho nên là việc cạnh tranh ở đây rất là khốc liệt. Chính vì vậy mà có một số quán khi mà mới mở ra thì rất là đông, nhưng mà một thời gian sau thì vắng khách và sang quán. Đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều quán ăn. Và quán ăn ở đây thường hoạt động vào lúc 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Và ngày hôm nay những cái quán này đều thấy đóng cửa vắng. Và lúc này là 10 giờ sáng, mọi người thấy là các quán rất là vắng, không có được đông. Và đến góc ngã ba ngay chỗ này thì tôi sẽ rẽ vào tay trái. Ở khu vực này có quán cà phê khá nổi tiếng, đó là quán cà phê Vita. Tôi sẽ chạy vào khu vực chung cư ở phía trong đây để cập nhật tình hình cho mọi người xem. Đây tôi sẽ rẽ vào tay trái. Và ngay đầu góc như chỗ này có một quán cà phê rất là lớn, và bữa nay cũng đóng cửa luôn nè mọi người. Đây quán cà phê rất là lớn luôn. Và với việc đóng cửa như thế này thì tổn thất rất là nặng. Đây là mọi người, ngay góc bên tay trái của chúng ta đó chính là cà phê Vita. Và ngày hôm nay cũng đóng cửa luôn. Dọc dọc phía này có một số quán cà phê cũng mới mở, đó là cà phê Cá Coi. Đây ngay góc chỗ này là chúng ta sẽ rẽ vào, đó chính là cà phê Cá Coi. Những quán ăn đều đóng cửa hết, rất là vắng. Đây khu vực này cũng bán đồ ăn và đồ uống cũng khá nhiều hơn mọi người. Đây là khu chung cư mới và hiện nay đang rất phát triển, sắp tới thì họ sẽ xây thêm phía bên tay trái của chúng ta. Và đất ở đây rất là đắt. Ngày xưa thì chỗ này là toàn là đất ruộng không à, bây giờ đất ở đây rất là đắt. Đây mọi người quan sát thấy là nhà nhà họ đều đóng cửa hết rồi. Một số quán cũng đóng cửa luôn nè. Đây ngay góc này có một số quán cà phê cũng khá đẹp vào buổi tối. Và ngay góc chỗ này có một quán cà phê sát bên rìa xe lửa. Ngồi ngay đây uống cà phê, lâu lâu thấy được có một chuyến xe lửa chạy ngang qua. Đường dây xe lửa nằm bên hông tay phải của chúng ta luôn. Khu vực này cũng đang là rất là phát triển. Bây giờ tôi sẽ kiếm xem ở đây xem có quán nào để ăn không. Những khu dân cư này thì họ sẽ phân biệt đường bằng chữ N, chữ A, chữ B, chữ C, bằng chữ cái ha mọi người. Đây tôi sẽ rẽ cho đường này xem có đồ ăn không.
Trước mắt ta có một cái quán ăn này nè. Để bữa nay vô quán này ăn thử xem sao cho mọi người cảm nhận nha. Quán đồ ăn chay mọi người. Ơi chạy vô đây luôn. Đối diện quán có một cái lâu đài màu tím nè mọi người. Quay cho mọi người xem. Lâu đài rất là đẹp luôn. Và khu vực này cũng khá yên ắng. Đây mọi người, quán tên là Tĩnh Lặng. Chắc là khu vực này yên ắng lắm cho nên là quán lấy tên là Tĩnh Lặng, quán chay Tĩnh Lặng. Và bữa nay thử vô đây ăn chay xem sao. Xin mời mọi người cùng vào quán chay Tĩnh Lặng. Và theo quan sát của tôi thì cách bố trí quán ở đây nhìn khá là đẹp và khá là yên tĩnh. Đây là thực đơn nè mọi người, giá cũng không đắt lắm mọi người. Theo tôi thấy thì có rất nhiều đồ ăn để chúng ta lựa chọn và giá cũng không có đắt lắm. Giá thấp nhất là 16.000 và cao nhất là 149.000. Ở đây tôi đã kêu được một số món ăn, cũng có sushi nè, cơm chiên cháy thơm, cơm cháy chả bông, kho quẹt, và cuối cùng là món gỏi. Cách bố trí món ăn ở đây nhìn rất là hấp dẫn. Chưa ăn thôi mà thấy cách trình bày như vậy là thấy hấp dẫn rồi. Đặc biệt họ sử dụng dụng cụ là đồ sứ hết cho nên là rất an toàn. Đây tôi sẽ múc một miếng cơm nè. Cơm chiên cháy thơm thì chắc chắn là có thơm rồi. Tiếp theo là gỏi chay tàu kỳ. Đây chấm vào nước mắm chay. Cơm cháy chà bông. Mọi người nhìn thấy chà bông chay nhìn có giống chà bông thật không? Rất là giống chà bông thật. Đây là sushi chay. Chấm qua với sốt mayonnaise trộn với một ít tương ớt. Ở đây là kho quẹt. Món chay thôi mà nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người. Ở phần cơm cháy thì tôi sẽ cho lên đây một ít cái phần kho quẹt lên nữa. Và bữa thực đơn này thì sẽ dành cho 5 người ăn và giá tiền hết khoảng 225.000. Cũng rất là rẻ ha mọi người. Và đây có thể là một địa điểm ăn uống dành cho mọi người tại Biên Hòa, Đồng Nai. Và đến đây kênh Đồng Nai quê tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Nếu mọi người yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi hãy ấn vào nút đăng ký, subscribe và nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Và bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.